Xin chào các anh yêu thích phụ kiện xì gà đẹp của Ambe Shop. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh một mẫu hộp bảo quản xì gà chính hãng đến từ nhãn hàng Lubiskin các anh nhé. Với mã hàng là CH0096. Mã sản phẩm này em có để ở trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng thì các anh vui lòng nhớ mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nhé. Một mẫu hộp bảo quản xì gà cực kỳ là sang trọng luôn, rất là sang trọng luôn đúng không ạ? Các anh có thể quan sát bên ngoài, ngoại hình bên ngoài của chiếc hộp bảo quản của chúng ta rất là sang trọng, cũng như là có đồng hồ và được thiết kế mặt, các mặt để các anh có thể quan sát được các mặt kính để giúp các anh có thể quan sát được các điếu xì gà của mình ở bên trong các anh nhé. Cực kỳ là tiện lợi luôn, rất là tiện lợi. Và vân gỗ thì cực kỳ là đẹp luôn ạ, rất là đẹp luôn, gỗ rất là dày dặn cũng như là cực kỳ là chất lượng. Gỗ thì được làm bằng gỗ tuyết tùng tự nhiên các anh nhá, gỗ tuyết tùng Tây Ban Nha, một loại gỗ chuyên dụng để bảo quản xì gà luôn, rất là tuyệt vời các anh ạ. Cái này thì mình có hai ngăn nhá các anh nhá, mình có hai tầng để có thể bảo quản điếu xì gà của mình ạ. Mình có hai ngăn để mình có thể sắp xếp những điếu xì gà của mình, rất là tuyệt vời. Và có cả thanh ngăn cách giúp các anh có thể phân ra những loại xì gà có những mùi vị khác nhau các anh nhé, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và kèm theo thì chúng ta có một bộ phận giữ ẩm, một thiết bị cấp ẩm để đổ nước cất vào đây các anh nhé, rất là tuyệt vời. Cũng như là mẫu này thì chúng ta có khóa rất là tiện lợi luôn các anh nhé, rất là tiện lợi luôn, có khóa cực kỳ là đẹp cũng như là rất là tiện lợi luôn các anh nhé. Mẫu này thì có tay nắm cầm rất là tiện, giúp các anh có thể bê lại di chuyển cực kỳ là đơn giản cũng như là rất là dễ dàng thôi ạ. Rất là đơn giản và dễ dàng luôn. Một chiếc hộp bảo quản rất là sang trọng cũng như là cực kỳ là đẳng cấp, rất là thích hợp lựa chọn làm quà tặng sếp, đối tác hay bạn bè đồng nghiệp nhân dịp trọng đại các anh nhé. Với sức chứa lên tới gần 100 điếu, giúp các anh có thể bảo quản được những điếu xì gà của mình, rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Cái này thì mình có thể để ở văn phòng cũng như là ở trên bàn làm việc hoặc là ở phòng khách, rất là sang luôn các anh ạ. Với thiết kế rất là hiện đại cũng như là cực kỳ là sang trọng luôn các anh nhé, rất là tuyệt vời luôn. Một mẫu hộp bảo quản chắc chắn là các anh đam mê xì gà không thể bỏ qua rồi đúng không ạ? Rất là đẹp cũng như là rất là sang luôn. Anh nào mà get cái mã sản phẩm CH096 này thì có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ các bạn nhân viên liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tránh mất thời gian thì các anh có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.